Bữa nay là birthday của Phong Phú nha. Hai anh em năm nay là 22 tuổi rồi. Bớt gia đình coi con giống như là mới có 2 tuổi thôi. You still like 2 years old. Rồi năm nay hai đứa đi ha. Đi học xa có nguyện cầu chút gì không? Con nguyện đi. Con nguyện. Wish sao? Wish sao? Học giỏi. Finish school ha. Yeah. And the other one. Không nói chứ, không nói tiếng Việt các con, sao ha, Phong Phú đang học ngành gì? What major? Y tá. Y tá ha. Rồi mai mốt học y tá xong ra làm bác sĩ nha. Y tá hai em đó. Bác sĩ, học y tá là nurse, ra là nurse chứ không phải, chúng ta học y tá ra làm doctor. Ok, bây giờ bữa nay là birthday của Phong Phú, 22 tuổi. Bữa năm nay là chuyển xuống San Diego học rồi, 2 năm nữa là 5 năm là bắt đầu Phong Phú nuôi lại cha mẹ nha. Ok, giờ hát đi con. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Jason and Justin. Rồi thả đèn cày đi. Đó, quý vị biết tại sao không? Tại vì hai đó là sinh đôi. Cho nên birthday cái gì cũng vậy, cũng cùng ngày hai anh em học cũng cùng cái khóa học luôn. Cũng cùng trường luôn, giờ đã lên đại học cũng cùng trường luôn. Cũng vô học trường nơi y tá cũng trường cùng luôn. Y tá là cao cấp á, là AN đó không? Nhưng mà mai mốt marry different people, right? Cái gì cũng cùng hết trơn, nhưng mà mai mốt lớn lên có người yêu đám cưới này kia phải khác người nha. Hai cái này nó cũng giống lắm quý vị. Cho nên sợ nhìn lầm á. Sợ bạn gái này nhìn lầm luôn. Đây, birthday của hai cháu đây. Còn chị này, chị nào birthday? Chị này thứ ba đây. Thứ ba là birthday ai? Thứ ba birthday. Không, tôi là thứ hai. Chị này là chị thứ ba. Phong Phú thành một. Hả? Phong Phú thành một. Phong Phú. Phong Phú. Phong Phú. Phong Phú. Quay là chụp luôn hả? Lấy đi quay là đi chụp lúc nào cũng được em. Cái bánh xanh xanh, màu xanh xanh nữa ha. Ủa sao chưa? Sao lựa cái màu giống như là của cháu Hồ Văn Cường vậy? Rồi, thằng con lớn, thằng em bằng áo màu xanh giống như đọt chuối rồi. Mà xanh mạnh nữa chứ. Thôi, cái này là để đi sinh nhật cho Hồ Văn Cường luôn, đúng luôn nè. Màu xanh lá chuối luôn nè. Rồi, ok cả. Ừ. Rồi con cô lấy bánh ăn con. Ừ. Bánh ăn ha, để cắt cho. Thử coi con. Màu xanh đọt chuối. Ở nhà mình cái gì cũng màu xanh đọt chuối cho nghe. Cắt cho hai đứa ăn chứ. Rồi như vậy xong rồi xong chưa? À, cứ quay đi, cứ cắt đi. Tự nhiên như người Hà Nội vậy á. Wow, ice cream cake cứng nét nữa. Ông Phú gọi mom hả? Yeah. Cái gì vậy? Cái này là ice cream cake, nó cứng đó các bạn. Hồi nãy giờ chưa thấy mình á. Hello, hello, có mình đây. Lúc nào cũng xí soạn vô chút xíu. Ăn nữa không? Không biết thấy mình không ta? Không biết quý vị thấy mình không ta?
ăn ngon rồi ha. Ăn nữa không? À, đơn giản thôi, hai nhóc này nó cũng không có thích làm lớn, mời bạn bè tới nó thôi thôi, không thích. Hồi nãy đi ăn với lại mấy đứa bạn rồi, bây giờ về nhà ăn bánh sinh nhật thôi. Ăn cắt sẵn rồi, có gì con ăn lấy không hả? Đó rồi, được rồi. Ngon phải không? Bánh ngon, bánh bambu là ngon. Bánh bột cứng lắm hả? Cứng ice cream cứng mà, nó đông lạnh mà. Anh ăn không? Không. Ăn cơm. Nó cắt rồi. Ok. Ok. Xin mời tất cả quý vị ăn bánh sinh nhật nha. Màu xanh đọt chuối luôn. À, có bông hoa này ha, giống như cảnh đồng quê ở Tiền Giang nha. Ok, bye bye. Phải chi sinh nhật của cháu Hồ Văn Cường, hình như là tháng 6 ha. Ok, cái này là mấy anh của Hồ Văn Cường rồi. Ok, bye bye. Xin chào.